Đại Phật đảnh của Thánh Kiên Cố và bậc nhân của Như Lai về chư Bồ Tát vạn hạnh để tu chứng tiểu nghĩa vĩ một. Tôi nghe như vậy, một thổ nọ Đức Phật với 1.250 vị đại bích su tại Tinh Xá Kỳ Viên gần thành Phong Đức. Tất cả đệ tử của Phật đều là những bậc đại ứng chân vô lậu khiếu trụ pháp, trì pháp. Các đại khiếu siêu việt các cõi và có thể thành tựu uy nghi ở mọi nơi đến. Họ theo Phật chuyển pháp luân và diệu kham nhận di giáo của Thế Tôn. Nghiêm trì và thanh tịnh trong giới luật, họ là những bậc đại gương mẫu cho chúng sanh ở ba cõi. Các ngài ứng hiện vô lượng thân để độ thoát chúng sanh bạc trừ và cứu độ chúng sanh ở vị lai để họ thoát khỏi các trần lụy. Tên các ngài là Đại Trí Thu Lục Tử, Tôn giả Đại Thải Thúc Thị, Tôn giả Đại Tất, Tôn giả Bản Từ Tử, Tôn giả Thiện Hiện, Tôn giả Trần Tấn và những vị khác như thế làm thượng thủ. Lại có vô lượng các bậc độc giác đã đạt đến vẻ vị vô học cùng với những vị sơ phát khởi đạo tăng cũng đồng đến chỗ của Phật và các vị bích su cư trú. Khế làm vào ngày tự tứ, ngày cuối cùng của an cư mùa hạ, chư Bồ Tát trong mười phương cũng tụ hội và mong muốn được chỉ dẫn để đoạn trừ lòng nghi. Họ khâm phụng đức từ nghiêm và chuẩn bị lắng nghe mật nghĩa của Phật. Bây giờ Như Lai trải tọa cụ ngồi, tĩnh lặng an nhiên và vì mọi người trong chúng hội mà tuyên thuyết pháp thâm áo. Tất cả đại chúng trong tiệc pháp được điều chưa từng có, âm thanh của đại tiên như tiếng chim diệu thân biến khắp pháp giới trong mười phương. Chư Bồ Tát nhiều như các sông Hằng cũng hội họp ở đạo tràng cùng với ngài Diệu Cát Tường Bồ Tát làm thượng thủ. Khi ấy vua Thắng Quân nhân ngày giỗ của cha nên đã thiết lễ chay trong vương cung. Ngài thỉnh Đức Phật và đích thân lên đón Như Lai và dọn rất nhiều cao lương mỹ vị. Ngài cũng đích thân mời chư đại Bồ Tát đến dự. Lúc bây giờ ở trong thành, các vị trưởng giả và cư sĩ cũng chuẩn bị thức ăn cho chư tăng và đang đứng đợi Đức Phật đến tiếp thọ cúng dường. Đức Phật bảo ngài Diệu Cát Tường theo thứ tự mà phân chia các bậc ứng chân và các bậc các vị Bồ Tát đến tiếp thọ thức ăn chay cúng dường của các trai chủ. Chỉ có Tôn giả Khánh Thủy Gia đã nhận lời. Cha đã nhận lời thỉnh chuyên từ trước và đang đi xa chưa về, nên đã không kịp về đến giữa lúc chư tăng phân chia khất thực. Ngài một mình trên đường trở về mà không có thượng tọa hay thầy giáo thọ đi cùng. Vì ngày ấy không có ai cúng dường nên Tôn giả Khánh Thủy khi đến giờ, Tôn giả Khánh Thủy cầm bát đi vào thành tuần tự khất thực. Giữa lúc khất thực từ vị thí chủ đầu tiên cho đến cuối cùng, ngài luôn tự nghĩ trong lòng sẽ nhận thức ăn từ tất cả mọi người, không kể là từ vua chúa tôn quý thuộc dòng dõi thanh tịnh cho đến những kẻ làm nghề giết mổ thuộc dòng dõi ô uế. Với tâm thực hành bình đẳng và từ bi, ngài luôn tự nghĩ trong lòng. Với tâm thực hành bình đẳng và từ bi, ngài chẳng hề kén chọn sang hèn mà phát tâm viên thành đế tại chúng sanh được vô lượng công đức. Tôn giả Thánh Hỷ biết Đức Phật đã bổ trách Tôn giả Thiện Hiện và Tôn giả Đại Ẩm Quang là những bậc ứng chân mà tâm không bình đẳng. Do vậy, ngài không tuân theo lời dạy của Như Lai về sự khất thực bình đẳng và không để có người khởi lòng nghi hay phỉ báng.
Giữa lúc đi ngang qua cái hào của thành kia, Tôn giả Khánh Thiện chậm chậm bước tới cổng ngoài. Với uy nghi trang nghiêm và tề chỉnh, ngài cung kính tuân theo pháp khất thực, chứ bởi khất thực theo thứ tự. Khi Tôn giả Khánh Hỷ đi ngang qua một nhà chứa, ngài bất chợt bị trúng đại huyễn thuật. Với sức mạnh chú thuật phản chí hồn thác phát, được cho là từ một vị trời phản thiên, một cô con gái thuộc bộ tộc Ma Tông Gia đã cám dỗ ngài lên dâm sàn, rồi cô ta áp sát quốc về khiến giới thể ngài sắp bị phá hủy. Biết Khánh Hỷ đang bị dâm thuật khống chế, thọ trai xong, Đức Phật liền trở về vì muốn nghe pháp yếu. Nhà vua cùng các đại thần, các trưởng giả và cư sĩ đi theo Phật. Lúc bây giờ từ trên dục kế của Như Lai phóng ra 100 luồng ánh sáng. Vua úy, từ trong ánh sáng đó, từ trong quang minh báu quật lên một hoa sen ngàn cánh. Trong hoa báu có một hóa Như Lai đang ngồi, xếp bằng với tư thế hoa sen và tuyên thuyết thần chú. Như Lai sắc lệnh cho Tôn giả Khánh Hỷ mang thần chú đi bảo hộ Tôn giả Khánh Hỷ khi ác chú tiêu diệt. Ngài đỡ Tôn giả Khánh Hỷ đứng lên và khuyên bảo Tôn giả Khánh Hỷ cùng với cô gái hãy trở về chỗ của Phật. Khi gặp Phật, Tôn giả Khánh Hỷ đảnh lễ và than khóc ngài hối hận vì từ hồi nào đến giờ chỉ chuyên hướng đa văn mà không hết mình tu tập đạo lực. Ngài khải thỉnh Đức Phật hãy tuyên giảng cho ngài về những phương tiện tối sơ dẫn đến sự chứng đắc vi diệu của chỉ quán và thiền định mà mười phương Như Lai được thành Phật đạo. Lúc bấy giờ lại có chư đại Bồ Tát nhiều như cát sông Hằng cùng với những các bậc ứng chân, những vị đặc giác và những vị khác như thế từ khắp thế giới trong mười phương cũng vui, tất cả đều vui thích muốn nghe. Họ chờ đợi trong im lặng để lắng nghe thánh chỉ của Phật. Từ lúc bây giờ trước đại chúng, Thế Tôn xoa đỉnh đầu Tôn giả Khánh Hỷ và nói rằng: có một chánh định tên là Đại Phật Đảnh của cánh kiên cố, vương cụ túc vạn hạnh, là một cánh cửa đặc biệt dẫn đến một con đường vi diệu trang nghiêm mà chư lai trong mười phương siêu xuất thế gian hôm nay hãy lắng nghe. Ta và ông cùng chung một dòng tộc và chúng ta chia sẻ tình cảm thiêng liêng giữa các thân tộc. Và lúc đầu tiên sơ phát khởi đạo tâm, ông đã thấy tướng hảo gì? Ông đã thấy tướng hảo thù thắng nghĩa trong pháp ta mà khiến ông liền dứt bỏ âm ái thâm trọng của thế gian. Bạch Thế Tôn, trông thấy 32 tướng hảo thù thắng vi diệu của Như Lai với thân hình ánh triệt tựa như lưu ly, con thường tự nghĩ rằng các tướng hảo này không thể từ ái dục mà sanh ra. Vì sao thế? Vì dục khí thô trượt, tinh dịch giao cấu tăng thôi, máu mủ tạp loạn, không thể sanh ra một thân thể thù thắng tịnh diệu với ánh sáng vàng tím kết tụ nơi con khát ngưỡng và cạo bỏ râu tóc và đi theo Phật. Cái Phật bảo: lành thay Khánh Hỷ, sở dĩ chúng sanh từ vô thủy đến nay thọ sanh tử tương tục bởi đều là do chẳng biết thường trụ chân tâm tánh tịnh minh thể. Thay vào đó họ sử dụng các vọng tưởng, cho những tâm tưởng này chẳng Phật mà họ muốn luân chuyển sanh tử. Ông nên muốn tu đạo vô thượng để tìm ra bổn tánh trong sáng. Ông hãy trả lời câu hỏi của ta với tâm chánh trực. Vì mười phương Như Lai thảy đồng đi qua con đường này mà ra khỏi sanh tử, họ đều dùng tâm chánh trực và lời chánh trực, cho nên trong suốt tiến trình tu tập họ vĩnh viễn không gặp những khúc mắc. Ông nay hãy trả lời câu hỏi của ta. Khi nhờ duyên 32 tướng hảo của Như Lai mà ông sơ phát khởi đạo tâm, ông đã thấy gì trong các tướng hảo đó và ai là người yêu mến chúng? Bạch Thế Tôn, con yêu mến chúng với tâm và mắt của mình. Do mắt con thấy các tướng hảo thù thắng như diệu của Như Lai nên sanh tâm yêu mến, nên con phát nguyện rời bỏ sanh tử. Đúng như lời ông nói, chính tâm và mắt con là nguyên nhân cho sự yêu mến đó. Lai không biết tâm và mắt của mình ở đâu thì thệ sẽ không thể nào hàng phục được trần lao. Ví như
Khi đất nước bị giặc quấy nhiễu, nhà vua khởi binh diệt trừ thì các binh sĩ này phải biết bọn giặc đang ở chỗ nào. Đây là lỗi của tâm và mắt khiến ông phải chuyển sanh tử. Bây giờ ông hãy trả lời câu hỏi của ta. Chính xác thì tâm và mắt của ông đang ở đâu? Bạch Thế Tôn, 10 loại chúng sanh hết thảy thế giới đồng tin rằng thức tâm của họ ngủ ở trong thân. Nay con nhìn xem đôi mắt hoa sen xanh của Như Lai và biết chúng là một phần trên gương mặt của Phật. Nay con xem xét mắt, tai, mũi, lưỡi kết hợp với bốn trần của biết chúng ở trên gương mặt con. Do đó thức tâm chắc chắn thì ngủ ở trong thân. Bây giờ ông đang ở trong giảng đường của Như Lai. Hiện đã ở trong giảng đường của Như Lai, ông có thể thấy rừng cây chiến thắng, vậy nó đang ở đâu? Bạch Thế Tôn, đại giảng đường trùng cát thanh tịnh này ở trong vườn cấp cô độc, còn rừng cây chiến thắng thì ở bên ngoài giảng đường. Hiện đang ở trong giảng đường, trước tiên ông thấy gì? Bạch Thế Tôn, hiện đang ở trong giảng đường, trước tiên con thấy Như Lai, tiếp đến con thấy đại chúng, và khi nhìn kỹ ra ngoài thì thấy Viên Lăng. Tại sao khi nhìn kỹ ra ngoài ông có thể thấy Viên Lăng? Bạch Thế Tôn, do những cánh cửa và cửa sổ của giảng đường mở tốt nên ở trong giảng đường con có thể nhìn thấy rất xa. Đúng như lời ông nói, tuy ở trong giảng đường nhưng do những cánh cửa và cửa sổ mở tốt nên có thể nhìn thấy xa đến Viên Lăng. Giả sử có chúng sanh nào ở trong giảng đường không thấy Như Lai mà có thể thấy bên ngoài giảng đường chăng? Bạch Thế Tôn, ở trong giảng đường không thấy Như Lai mà lại có thể thấy rừng cây xuống nước ở bên ngoài, thật không có việc ấy. Tâm của ông thì cũng lại như vậy. Tâm của ông có thể hiểu rõ tất cả. Nếu tâm hiện tiền của ông thông đạt mọi thứ mà nó thật sự ở trong thân thì nó phải biết ở trong thân trước. Có chúng sanh nào thấy ở trong thân trước rồi mới tới thấy cảnh vật bên ngoài chăng? Cho dù họ không thể thấy tim gan lá lách hay dạ dày thì ít nhất họ cũng cảm nhận được khi móng tóc mọc dài, gân chuyển động hoặc mạch đập. Sao họ lại chẳng thấy? Nếu họ không thấy bên trong thì làm sao thấy ở bên ngoài? Cho nên phải biết rằng điều ông nói là tâm hiểu rõ và phân biệt ở trong thân, thật không có việc ấy. Bạch Thế Tôn, nay nghe Như Lai tuyên giảng pháp âm và con tỏ ngộ ra rằng tâm con phải ở ngoài thân, vì sao con lại nói thế? Ví như cây đèn được đặt ở trong phòng thì trước tiên nó sẽ chiếu sáng trong phòng trước, sau đó ánh sáng xuyên qua cửa và ra đến sân. Hết thảy chúng sanh không thấy trong thân mà chỉ thấy ngoài thân, ví như cây đèn được đặt ở bên ngoài căn phòng nên ánh sáng không thể chiếu vào trong. Nghĩa lý này rất rõ ràng, không thể nghi ngờ và đồng với liễu nghĩa của Phật nên chẳng thể sai, có đúng không ạ? Vừa rồi các vị bhikkhu ở đây đã theo ta đến thành Phong Đức rồi tuần tự đi khất thực. Sau đó họ trở về rừng cây chiến thắng rồi pho trọn thực phẩm thành nấm và lấy ăn. Ta đã thọ trai xong, như các ông hãy xem các vị bhikkhu, nếu chỉ một người ăn thì hết thảy mọi người có no chăng? Bạch Thế Tôn, tuy các vị bhikkhu ở đây đều là những bậc ứng chân nhưng họ không phải là một người. Mỗi người có một thân thể và lối sinh hoạt chẳng giống nhau, thế thì làm sao chỉ một người ăn mà hết thảy mọi người đều no chứ? Nếu tâm của ông nhận thức rõ và thấy biết rằng nó thật sự ở ngoài thân thì thân và tâm của ông sẽ tách rời nhau và không có liên quan gì với nhau. Tâm của ông sẽ không biết được những gì thân cảm nhận và thân của ông sẽ không cảm nhận được những gì tâm biết. Nay ta đưa ra bàn tay mềm mại như bông gòn cho ông thấy. Tâm và mắt của ông, tâm của ông có khởi phân biệt khi mắt nhìn thấy chăng? Dạ có, thưa Thế Tôn. Nếu mắt và tâm cùng nhận biết thì làm sao tâm có thể ở ngoài thân chứ? Cho nên phải biết rằng điều ông nói là tâm hiểu rõ và phân biệt ở ngoài thân, thật không có việc ấy. Bạch Thế Tôn, nay con lại suy nghĩ như vậy.
Do không biết ở trong nên tâm con không có ở đó. Do thân và tâm quen biết nhau nên tâm con cũng không có ở ngoài. Nay không biết nó ở đâu rồi. Thế thì nó ở đâu? Bạch Thế Tôn, do cái tâm này không biết gì ở trong nhưng lại có thể thấy bên ngoài, nên nó phải ở giữa. Vì sao con lại nói thế? Ví như có một người đặt những cái tóc, nên nó phải ẩn nấp trong căn mắt. Vì sao con lại nói thế? Ví như có người đặt những cái tóc lưu ly ở trước căn mắt của họ, tuy có bọc ngăn che nhưng thị giác không bị chướng ngại. Con mắt có thể nhìn thấy và phân biệt tùy theo hoàn cảnh. Cũng vậy, tâm hiểu rõ và phân biệt của con không thấy ở trong bởi vì nó ở trong căn mắt. Nó có thể nhìn kỹ và phân biệt rõ ràng bởi vì nó ẩn nấp trong căn mắt. Nếu tâm ẩn nấp trong căn mắt, tương tự như thí dụ về tóc lưu ly, thì khi người ấy đặt những cái tóc lưu ly trước căn mắt của họ và nhìn sông núi, và người ấy nhìn thấy những cái tóc lưu ly chăng? Bạch Thế Tôn, người ấy thật sự nhìn thấy những cái tóc lưu ly khi đặt trước căn mắt của họ. Nếu tâm con thật sự tương tự như thí dụ về tóc lưu ly và nhìn sông núi, tại sao ông không thấy con mắt của mình? Còn nếu ông thấy con mắt của mình thì con mắt của ông đồng như cảnh vật bên ngoài. Nếu thế thì tâm và mắt sẽ không thể làm việc cùng nhau. Còn nếu chẳng thể thấy thì ta sao lại nói là tâm hiểu rõ và phân biệt ẩn nấp trong mắt như qua thí dụ về tóc lưu ly? Cho nên phải biết rằng điều ông nói là tâm hiểu rõ và phân biệt ẩn nấp trong căn mắt tương tự như thí dụ về tóc lưu ly. Thật không có việc ấy. Bạch Thế Tôn, hay con suy nghĩ như vậy. Nội tạng chúng sanh thì ở bên trong, còn chín lỗ thì ở bên ngoài. Nội tạng thì che trong tối, còn chín lỗ thì có ánh sáng. Nay ở trước Phật, mở mắt thấy sáng gọi là thấy ở ngoài, nhắm mắt thấy tối gọi là thấy ở trong. Nghĩa lý này có đúng không ạ? Khi ông nhắm mắt lại thấy tối đen, sự đen tối này là ở trước mắt ông hay chẳng phải ở trước mắt ông? Nếu ở trước mắt ông, sao có thể gọi là ở trong? Cứ cho là nó ở trong. Vậy khi ở trong một căn phòng tối tăm không có mặt trời, mặt trăng hay đèn đuốc, thì sự tối tăm ở trong căn phòng là sự tối tăm, phải là sự tối tăm ở bên trong của ông. Còn nếu sự đen tối này không ở trước, không phải trước mắt ông, thì sao ông có thể thấy? Cứ cho là ông có thể thấy bằng một cách khác hơn so với khi thấy bên ngoài. Vậy khi nhắm mắt lại thấy tối gọi là thấy ở trong, vậy khi mở mắt ra thấy sáng, tại sao ông không thấy gương mặt của mình? Nếu ông không thấy gương mặt của mình thì ông cũng không thể thấy ở trong. Còn nếu ông thấy gương mặt của mình thì tâm và mắt của ông ở hư không? Nếu thế thì nó không thuộc về thân thể ông. Nếu tâm và mắt ở hư không thì nó không thuộc về thân thể ông. Nếu tâm và mắt thuộc thân thể ông thì mà ở hư không, thì bây giờ Như Lai lại thấy gương mặt của ông, lẽ ra nó phải thuộc thân thể ông. Nếu là thế thì khi tâm của ông nhận biết điều gì thì thân của ông sẽ không biết được. Nếu cứ một mực cho rằng tâm và mắt mỗi thứ có một sự nhận biết riêng, thì ông sẽ có hai sự nhận biết và một thân thể của ông sẽ trở thành hai vị Phật. Cho nên phải biết rằng điều ông nói là thấy tối là thấy ở trong thân, thật không có việc ấy. Là Thế Tôn, con từng nghe Như Lai khai thị cho bốn chúng đệ tử rằng do tâm sanh nên muôn pháp sanh, bởi muôn pháp sanh nên muôn cảnh giới của tâm khởi sanh. Con suy nghĩ như vậy, thể tánh của suy tư đích thực là tâm tánh của con. Tùy thuộc vào sự kết hợp mà tâm theo đó khởi sanh, nó không tồn tại chỉ một trong ba nơi, trong, ngoài và ở giữa. Nên ông bảo rằng do pháp sanh nên muôn cảnh giới của tâm khởi sanh, và tùy thuộc vào sự kết hợp mà tâm theo đó khởi sanh. Nhưng với một cái tâm như thế thì nó sẽ không có thể tánh và nó không thể kết hợp với bất cứ gì. Nếu một cái tâm không có thể tánh như thế mà vẫn có thể kết hợp, tức là đã có 19 giới nhân sự kết hợp của trần thứ 7. Điều này thì không thể được.
Nếu một tâm không có thể tánh như thế thì khi ông dùng tay tự nhiếu mình, tâm của ông có cảm nhận được từ trong ra hay từ ngoài vào chăng? Nếu từ trong ra thì ông sẽ thấy ở trong, còn nếu từ ngoài vào thì ông sẽ thấy gương mặt của mình chứ. Bạch Thế Tôn, cái thấy là do con mắt, còn tâm là nhận biết. Nếu nói rằng tâm nhìn thấy thì không hợp nghĩa. Nếu căn mắt có thể thấy thì khi ông ở trong phòng, lẽ ra cánh cửa nhìn thấy cảnh vật bên ngoài chứ không phải ông. Lại nữa, một khi ai đó đã chết mà con mắt vẫn chưa hư hoại thì lẽ ra con mắt phải nhìn thấy cảnh vật. Làm sao một người đã chết mà có thể nhìn thấy cảnh vật chứ? Này Thánh Hỷ, nếu tâm của ông có thể tánh thì nó là một thể tánh hay nhiều thể tánh? Thể tánh này biến khắp hay chẳng biến khắp thân thể ông? Cứ cho là nó có một thể tánh, vậy khi ông dùng tay nhíu một ngón tay thì bốn ngón khác có cảm giác chăng? Nếu có thì cảm giác ấy không chỉ dồn ở một nơi, còn nếu cảm giác dồn ở một nơi thì tâm ông không chỉ có một thể tánh. Nếu tâm ông có nhiều thể tánh thì thể tánh nào là ông? Lại nữa, nếu một thể tánh biến khắp thân thể ông thì một cái nhéo sẽ lan tỏa cảm giác khắp toàn thân. Còn nếu chẳng biến khắp thì khi ông chạm vào đầu và chân cùng một lúc, ông sẽ cảm nhận sự xúc chạm ở đầu mà không có cảm nhận sự xúc chạm ở chân. Nhưng đó không phải là điều ông cảm nhận. Cho nên phải biết rằng điều ông nói là tùy thuộc sự kết hợp mà tâm theo đó khởi sanh. Thật không có việc ấy. Bạch Thế Tôn, nay nghe con Thiện Duyên Như Lai đàm luận thật tướng với ngài Diệu Cát Tường cùng với các vị Pháp Vương Tử khác rằng tâm không ở trong cũng không ở ngoài. Nay con suy nghĩ như vậy: nếu tâm ở trong thì nó phải biết ở trong, nếu tâm ở ngoài thì nó và thân phải biết nhau. Do không biết ở trong nên tâm con không có ở đó, do thân và tâm quen biết nhau nên tâm con cũng không có ở ngoài. Vì vậy, do thân và tâm quen biết nhau và tâm con không có ở trong nên nó phải ở giữa. Ông nói rằng tâm ở giữa thì phải có một nơi nhất định nào đó. Thế thì cái giữa này của ông ở đâu? Có phải là nó ở ngoài thân hay ở trong thân? Nếu là ở trong thân thì nó phải ở trên bề mặt của thân hoặc ở một nơi nào đó trong thân. Nếu nó ở trên bề mặt của thân thì không gọi là ở giữa. Còn nếu nó ở trong thân thì đồng như ở trong. Thế thì cái ở giữa này có vị trí chăng? Nếu có thì có dấu hiệu gì về vị trí đó chăng? Nếu không có dấu hiệu gì về vị trí đó thì ở giữa không tồn tại. Còn nếu có dấu hiệu gì về vị trí đó thì ở giữa, thì vị trí đó là bất định. Ví dụ như khi có người làm ký hiệu để định dạng một vị trí ở giữa, khi nhìn từ hướng đông thì nó sẽ ở hướng tây, khi nhìn từ hướng nam thì nó sẽ ở hướng bắc. Ký hiệu như thế sẽ không làm một điểm ở giữa rõ ràng và sẽ không là một điểm ở giữa nhất định và sẽ không rõ ràng cho cái tâm ở giữa nghĩa là sao. Bạch Thế Tôn, ở giữa mà con nói là không phải ở những nơi đó. Như Thế Tôn đã dạy, căn mắt và sắc trần làm duyên và sanh ra thức của mắt. Căn mắt thì hiển lộ hình sắc. Sắc trần thì vô tri và thức của mắt sanh ra giữa chúng, đó là nơi của tâm. Nếu tâm của ông ở giữa căn mắt và sắc trần thì thể tánh của tâm có đồng như thể tánh của căn mắt và sắc trần hay không? Nếu thể tánh của tâm đồng như thể tánh của căn mắt và sắc trần thì ông sẽ lẫn lộn giữa cái gì nhận biết và cái gì chẳng nhận biết. Điều này là không hợp lẽ. Còn nếu thể tánh của tâm không đồng như thể tánh của căn mắt và sắc trần thì ông sẽ chẳng phải nhận biết hay chẳng phải không nhận biết. Cái tâm như thế sẽ không có thể tánh và sẽ không. Thế thì làm sao nó có thể ở giữa chứ? Cho nên phải biết rằng điều ông nói là tâm hiểu rõ và phân biệt ở giữa, thật không có việc ấy.
Bạch Thế Tôn, con thường nghe Như Lai cùng bốn đại đệ tử là Tôn giả Đại Thải Thúc Thị, Tôn giả Thiện Hiện, Tôn giả Bản Từ Tử và Tôn giả Thu Lộ Tử cùng chuyển pháp luân, và thường nói rằng tâm cũng không ở trong, cũng không ở ngoài hay ở giữa. Nơi không nhất định gọi là tâm, có thể nào nơi không nhất định gọi là tâm chăng? Nên ông bảo rằng tâm hiểu rõ phân biệt ở nơi không nhất định. Tuy nhiên mọi cảnh tượng trên thế gian như không khí, đất nước, những loài biết bay hoặc đi đều có nơi nhất định. Thế thì cái tâm ở nơi không nhất định của ông đang ở nơi nào hay nó chẳng ở nơi nào? Nếu nó chẳng ở nơi nào thì đồng như là ruột có lông hay thỏ có sừng. Xong có thể nói về thứ mà không có nơi nhất định. Có những thứ tồn tại nhưng không có nơi nhất định. Những gì tồn tại thì không có tướng, những gì tồn tại thì có tướng. Bất cứ thứ gì có tướng thì đều có nơi. Xong có thể nói rằng tâm ở nơi không nhất định. Cho nên phải biết rằng điều ông nói là tâm hiểu rõ và phân biệt ở nơi không nhất định, thật không có việc ấy. Lúc bây giờ, Tôn giả Thánh Hỷ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, biến áo lộ vai phải, gối phải quỳ sát đất, chắp tay cung kính và thưa với Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con là người yêu họ được Phật thương nhất. Con là người yêu họ được Phật rải lòng từ ái, cha lòng thương mến Phật mà con. Không được là con là người yêu họ được Phật rải lòng từ ái. Tuy nay con đã xuất gia nhưng vẫn cậy nương tình thương ấy, cho nên chỉ đa văn mà chưa được vô lậu. Do không thể chiết phục chú thuật phản chí hoàn pháp, con bị nó dụ dỗ vào nhà của dân nữ. Tất cả là do con chẳng biết tìm cảnh giới chân thật của mình. Kính mong Như Lai thương xót chúng con mà khai thị cho chúng con về con đường tu chỉ, để chỉ dẫn ai tin chưa đủ nơi pháp và đối kháng những kẻ tà kiến mọi rợ. Lúc bây giờ từ chữ vạn trên ngực của Như Lai, lúc bây giờ từ trên khuôn mặt của Như Lai phóng ra muôn loại tia sáng đủ màu sắc, ánh sáng đó chói lòa như trăm ngàn mặt trời. Lúc bây giờ khắp thế giới chư Phật chấn động sáu cấp, cũng đồng thời chiếu khắp độ nhiều như vi trần. Với số lượng mức độ nhiều như vi trần của chư Phật trong mười phương đồng thời hiện ra, do uy thần của Phật khắp thế giới hợp thành một thế giới. Ở trong thế giới đó, chư Đại Bồ Tát ở cõi nước mình chắp tay cung kính lắng nghe. Đức Phật bảo: chúng sanh từ vô thủy đến nay do muôn thứ được điên đảo nên đã tạo nên hạt giống nghiệp, và tự nhiên sẽ như chùm quả côn lá hẹp. Sở dĩ những người tu hành ở thế gian không thành tựu Phật đạo, các vị như là Thanh Văn, Duyên Giác, những hàng ngoại đạo, ma vương thiên ma hoặc quyến thuộc của ma, là bởi vì do họ không hiểu hay loại căn bổ và nhầm lẫn trong sự tu tập. Họ ví như có kẻ nấu cát đá mà mong nó thành thức ăn ngon, cho dù trải qua số kiếp nhiều như vi trần, nhưng kết cục thì không thể nào thành tựu. Những gì là hai? Một là cái tâm tìm cầu nơi duyên mà nơi ông và các chúng sanh cho là tự tánh của mình, là căn bổn của sanh tử từ vô thủy. Hai là thể tánh thanh tịnh bổn nguyên tuệ giác tịch diệt không có khởi đầu. Đó là sự hiểu biết bổn nguyên là thực tánh của thức, có thể sanh ra các duyên và bị các duyên của chúng sanh làm mất đi. Do họ đã đánh mất sự hiểu biết bổn nguyên mà nó luôn hiện hữu mọi lúc, nhưng họ không tự biết mà nhầm lẫn và xa vào các đường. Do bởi ông nay muốn biết về con đường tu chỉ nên bây giờ ta sẽ hỏi ông thêm một lần nữa. Bây giờ Thế Tôn nhấc tay sắc vàng rồi cong năm ngón tay của Ngài lại, hiển có hình bánh xe trên những ngón tay. Rồi hỏi Ngài Thánh Hỷ rằng: bây giờ ông có thấy gì chăng, Bạch Thế Tôn? Dạ có, thưa Thế Tôn. Thế ông thấy gì? Bạch Thế Tôn, con thấy Như Lai. Nhấc cánh tay lên rồi cong năm ngón tay của Ngài lại thành nắm tay, và từ nơi đó phóng ra ánh sáng chói lọi mắt con. Ông bảo rằng ông thấy Như Lai
nhấc cánh tay lên rồi cong năm ngón tay của ngài lại thành nắm tay. Từ nơi đó phóng ra sáng chói lòa mắt ông. Căn mắt của ông có thể thấy nắm tay của ta, nhưng điều gì mà ông cho rằng tâm của ông chói lòa bởi nắm tay của ta? Bạch Thế Tôn, bây giờ Như Lai hỏi con về vị trí của tâm. Con dùng tâm để tìm kiếm cùng khắp và khả năng ra sự quyết định đó là tâm của con. Ồ không, Khánh Hiển, đó không phải là tâm của ông. Tôn giả Khánh Hiển kinh ngạc liền đứng dậy bạch Thế Tôn, nếu đó không phải là tâm của con thì là gì? Đó là tưởng tâm sanh khởi từ tướng hư vọng trầm cảnh hiện tiền. Đó mới học chân tánh. Chân tánh của ông khiến từ vô thủy đến đời hiện tại nhậm nhặt làm con. Do đánh mất tâm bổn nguyên thường nhận giặc làm con, khiến phải luân chuyển sanh tử. Ngài Thánh Hỷ bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, con là người họ được Phật thương nhất, do lòng thương mến Phật mà con xuất gia. Tâm con không chỉ cúng dường riêng Như Lai mà cho đến phụng sự chư Phật và các vị thiện tri thức khắp quốc độ, nhiều như cát sông Hằng, con đều dùng cái tâm phát đại dũng mãnh ấy để làm những việc khó làm trong chánh pháp. Giả sử có khi nào con hủy bán chánh pháp và rời bỏ căn lành của mình thì cũng chính là do cái căn ấy, cũng chính là do cái tâm ấy. Nếu sự hoạt động thấu hiểu này không phải là tâm thì con không có tâm, con sẽ lòng như nắm đất hay khúc gỗ. Bởi rời khỏi sự hiểu biết này thì không có gì tồn tại. Sao Thế Tôn bảo đó không phải là tâm con đây thật sự kinh hoàng và toàn thể đại chúng. Không ai là không hoài nghi, kính mong Thế Tôn thương xót chúng con mà khai thị cho những kẻ chưa khai ngộ. Lúc bây giờ Thế Tôn khai thị cho Tôn giả Khánh Hỷ cùng các đại chúng để dẫn tâm họ vào vô sanh pháp nhẫn. Từ trong tòa sư tử, Thế Tôn giữ tay sắc vàng và soi lên đỉnh đầu Tôn giả Khánh Hỷ và nói rằng, các pháp sanh ra chỉ là sự miếng hiện của thân, cho đó tất cả đều phải bị chi phối bởi định luật nhân quả. Từ thế giới cho đến hạt vi trần, nhân bởi tâm mà được hình thành. Này Khánh Hỷ, nếu xem xét hết thảy căn nguyên, nếu xem xét căn nguyên của hết thảy mọi thứ trên thế giới thì từ cỏ lá cho đến sợi lông tơ, chúng ta sẽ thấy chúng đều có thể tánh, cho dù hư không thì cũng có tên và đặc tánh. Huống nữa là tâm thanh tịnh trong sáng như diệu là đặc tánh, là tánh của tất cả các trạng thái não bộ mà không có thượng thể hay sao? Nếu cứ khăng khăng cho rằng tâm hiểu rõ phân biệt, nếu cứ khăng khăng cho rằng tánh hiểu rõ phân biệt là tâm thì nó phải có tự tánh riêng biệt và tách rời tất cả các sự kết hợp sắc trần sắc, các trần sắc thanh hương vị xuất phát. Tuy nhiên khi nghe ta tuyên giảng pháp âm, nhân bởi âm thanh mà ông có thể phân biệt nghĩa lý. Cho dù làm im bặt tất cả sự thấy nghe hiểu biết của những lắng động bên trong thì hình bóng sự phân biệt pháp trần vẫn luôn hiện hữu. Ta không phải bảo ông chỉ chấp nhận đó không phải là tâm, mà ông hãy quan sát tỉ mỉ về tâm của mình. Nếu tánh phân biệt lìa khỏi các diễn biến não bộ thì đó chính là chân tâm của ông. Còn nếu tánh phân biệt không có tự thể khi lìa khỏi các diễn biến não bộ thì đó là cái bóng của sự phân biệt. Trầm cảnh thì không thường trụ. Cho nên khi cái tâm đó biến đổi hoại diệt tức đồng như lông rùa hay sừng thỏ thì pháp thân của ông cũng theo đó mà đoạn diệt. Thế thì ai là người tu hành để chứng vô sanh pháp nhẫn đây? Lúc bây giờ Tôn giả Khánh Hỷ cùng các đại chúng làm câm không nói được gì. Thế Phật bảo, sự gì chúng sanh từ vô thủy đến nay, mặc dù hiện tiền đã trải qua 9 loại định theo thứ tự nhưng vẫn không được lộ tận và trở thành bậc ứng chân, là bởi vì do họ chấp trước. Vọng tưởng sanh tử mà nhận lầm là chân thật. Cho nên ông nay tuy đa văn học rộng nhưng vẫn không thành tựu thánh quả. Khi nghe Phật nói như thế, Tôn giả Khánh Hiển
rơi lệ xót thương. Ngài, Ngài chắp tay, Ngài đảnh lễ sát đất, hai gối quỳ và chắp tay thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn, kể từ khi xuất gia, con đã cậy nương vào uy thần của Phật. Con thường tự nghĩ rằng mình không cần phải khổ nhọc tu hành, tự Như Lai sẽ ban chánh định cho mình. Con hoàn toàn không biết rằng thân tâm của mỗi người chẳng thể thay thế cho nhau, nên đã đánh mất tâm bổn nguyên thường hằng của mình. Tuy thân xuất gia, tâm chẳng vào đạo, con như kẻ cùng tử bỏ cha chạy trốn. Đến nay con mới biết rằng tuy mình đa văn học rộng, nhưng nếu mình không tu hành thì mình sẽ không được gì. Bạch Thế Tôn, nay chúng con bị xiết bởi hai chướng ngại, chướng ngại của phiền não và chướng ngại của hiểu biết, do đó không biết tự tánh thường tịch của tâm. Kính mong Như Lai thương xót chúng con mà hiển lộ diện minh chân tâm và mở con mắt đạo cho chúng con. Lúc bây giờ từ chữ vạn trên ngực của Như Lai phóng ra quang minh báu, ánh sáng đó chói lọ như trăm ngàn, với trăm ngàn màu sắc, cũng đồng thời khắp thế giới nhiều như vi trần của chư Phật trong mười phương đồng thời hiện ra. Rồi ánh sáng đó rót vào khắp đỉnh đầu của chư Như Lai trong mỗi Phật độ báu. Sau đó ánh sáng đó trở về chiếu vào Ngài Khánh Hỷ và các đại chúng. Đức Phật bảo: Ta nay sẽ vì ông mà dựng nên pháp tràng lớn, để khiến hết thảy chúng sanh được con mắt thanh tịnh để vào vi diệu bí mật của tánh tịnh minh tâm. Vừa rồi ông bảo rằng ông thấy nắm tay của Như Lai phóng ra ánh sáng. Nguyên nhân gì khiến nắm tay của Như Lai ta phóng ra ánh sáng, và ta làm thành mặt nắm tay như thế nào ạ? Ông dùng gì để thấy? Bạch Thế Tôn, do toàn thân thể của Đức Phật có màu sắc như vàng yến sông tại châu thắng kim và đỏ thấm như hòn núi báu, cho từ thanh tịnh có ánh sáng phóng ra. Con thực sự tận mắt thấy Như Lai nhấc nắm tay của mình lên cho đại chúng thấy, nên mới có tướng nắm tay. Bây giờ ta sẽ nói lời thành thật cho ông rõ. Qua thí dụ này, những ai có trí huệ sẽ được khai ngộ. Hãy lấy nắm tay của ta làm thí dụ. Nếu không có tay, ta sẽ không làm được một nắm tay. Nếu không có mắt, ông sẽ không thể thấy. Qua thí dụ về căn mắt của ông và nắm tay của ta, sự so sánh ấy có giống nhau chăng? Bạch Thế Tôn, nếu không có mắt, con sẽ không thể thấy. Vì vậy, qua thí dụ về căn mắt của con và nắm tay của Như Lai, sự so sánh ấy có giống nhau. Ông bảo rằng sự so sánh ấy giống nhau, tuy nhiên chúng chẳng tương đồng. Một người nếu không có tay thì sẽ không bao giờ làm được một nắm tay, nhưng một người có mắt thì không phải hoàn toàn không thấy. Ông hãy hỏi những người mù đi trên phố xem, anh có thấy gì chăng? Những người mù này không ngần ngại mà trả lời ông rằng: Bây giờ tôi chỉ thấy tối đen ở trước mắt, ngoài ra không có gì để nhìn cả. Quan sát về ý nghĩa này thì trần cảnh trước mắt tự tối, nhưng thị giác thì chẳng hề tổn giảm. Bạch Thế Tôn, những người mù chỉ thấy tối đen ở trước mắt sao có thể gọi là thấy? Nếu đem bỏ những người mù chỉ thấy tối om trước mắt và những người mắt sáng vào trong một căn phòng tối om, thì hai loại đen tối này khác biệt hay chẳng khác biệt? Bạch Thế Tôn, nếu so sánh hai loại đen tối của người mù và người mắt sáng trong căn phòng tối om thì chẳng có gì khác biệt. Giả sử những người mù chỉ thấy tối om trước mắt, bỗng nhiên được mắt sáng trở lại, giờ thì họ có thể nhìn thấy đủ mọi hình sắc, ông có thể gọi là mắt thấy. Giả sử những người mắt sáng ở trong một căn phòng tối om, bỗng nhiên đèn sáng trở lại, giờ thì họ có thể nhìn thấy đủ mọi hình sắc, ông có thể gọi là đèn thấy. Nếu đèn có thể thấy thì không còn gọi là đèn nữa. Vả lại, nếu đèn có thể thấy thì có liên quan gì với người mắt sáng đâu? Cho nên phải biết rằng đèn hiển lộ hình sắc còn thấy là do mắt chứ chẳng phải đèn. Mắt hiển lộ hình sắc còn thấy là đến từ tâm chứ chẳng phải căn mắt.
Mặc dù Tôn giả Khánh Hỷ và các đại chúng nghe lời dạy bảo của Phật nhưng tâm vẫn chưa khai ngộ nên giữ im lặng. Hy vọng là sẽ tiếp tục được nghe những lời dạy bảo như là tuyên giảng từ bi của Phật, họ chắp tay thanh tịnh tâm ý và chờ đợi lời dạy bảo từ bi của Phật. Lúc bây giờ Thế Tôn giữ những tay sắt vàng, rồi mở bàn tay chói sáng mềm mại như bông gòn, có màn lưới giữa các ngón tay và hiển lộ hình bánh xe trên những ngón tay, rồi nói rằng: sau khi thành đạo, ta đi đến vườn Nai và vì bốn chúng đệ tử các ông cùng với nhóm năm người của Bhikshu giải bổn tế và nói rằng sở dĩ các ông không thành tựu Phật đạo là bởi vì do bị mê hoặc bởi phiền não, tự như những du khách và vi trần. Đương thời các ông nhân duyên gì mà khai ngộ và nay được thành tựu thánh quả? Bạch Thế Tôn, lúc bây giờ Tôn giả giải bổn tế liền từ chỗ ngồi đứng dậy, bạch Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con là người trong số tất cả vị trưởng lão hiện tiền nơi đây, con là người độc nhất được gọi tên là giả, do bởi con giác ngộ hai chữ du khách và vi trần mà thành tựu thánh quả. Ví như có một du khách dừng chân ở một quán trọ để ăn uống và nghỉ ngơi qua đêm, sau khi ăn uống và nghỉ ngơi xong, họ lập tức thu xếp hành trang và lên đường và không nhàn rỗi nán lại. Nếu họ đích thật là chủ quán thì không thể nào rời khỏi. Suy ngẫm qua thí dụ này thì người không ở lại gọi là khách và người ở lại gọi là chủ. Gia chẳng trụ lâu nên nó là tạm thời. Ví như bầu trời khi mưa vừa tạnh, buổi sáng một luồng ánh sáng trong thanh xuyên qua lỗ thủng làm hiển lộ những hạt vi trần trong không trung. Thể chất của vi trần là dao động và hư không là tịch nhiên. Làm yên là hư không, dao động là vi trần, do có dao động nên nó di chuyển. Đức Phật bảo như thị. Lúc bây giờ Thế Tôn cong năm ngón tay của Ngài lại thành nắm tay. Sau khi đã cong thành nắm tay rồi lại mở ra. Sau khi đã mở ra rồi cong năm ngón tay lại thành nắm tay, hỏi Ngài Khánh Hỷ rằng: bây giờ ông có thấy gì chăng? Và Thế Tôn, con thấy Như Lai mở và khép lòng bàn tay hình bánh xe trăm bấu trước đại chúng. Ông bảo rằng: ông thấy bàn tay ta khép và mở ở trước đại chúng là tay của ta khép và mở hay là thị giác của ông khép và mở? Bạch Thế Tôn, là bàn tay của Như Lai khép và mở, còn thị giác của con không có khép và mở. Cái gì động và cái gì tĩnh? Bạch Thế Tôn, bàn tay của Như Lai dao động, còn thị giác của con còn vượt ra khỏi sự tịch tỉnh, huống nữa là có dao động hay sao? Đức Phật bảo như thị. Từ trong lòng bàn tay của Đức Phật phóng ra một luồng quang minh báu xẹt ngang qua vai phải của Ngài Khánh Hỷ. Ngài Khánh Hỷ lập tức xoay đầu sang phải để nhìn. Đức Phật lại phóng tiếp một luồng ánh sáng khác xẹt ngang qua vai trái của Ngài Khánh Hỷ. Ngài Khánh Hỷ cũng lập tức xoay đầu lại để nhìn. Đức Phật hỏi: vừa rồi tại sao ông xoay đầu? Bạch Thế Tôn, con xoay đầu sang phải và trái. Con xoay đầu khi Bạch Thế Tôn dông thấy Đức Phật phóng một luồng ánh sáng xẹt ngang qua vai phải của con và một luồng ánh sáng khác xẹt ngang qua vai trái của con, nên con xoay đầu lại để nhìn. Khi ông xoay đầu lại để nhìn Phật quang thì đầu con dao động hay thị giác con dao động? Bạch Thế Tôn, là đầu của con dao động, còn thị giác của con còn vượt ra khỏi sự tịch tỉnh, huống nữa là có dao động hay sao? Đức Phật bảo toàn, tức là bảo như thị. Rồi Đức Phật bảo toàn thể đại chúng rằng: con cần phải hiểu rằng gì dao động là vi trần và nó tự như những du khách chẳng trở lại. Như vừa rồi con thấy đầu của Ngài Khánh Hỷ dao động như thì giác của máy không hề dao động. Lại nữa, mặc dù bàn tay của ta mở và khép nhưng thì giác của máy không hề mở và khép. Thế thì tại sao con lại cho những gì dao động là thân của mình và những gì dao động là cảnh của nó? Vả lại chúng hình thành và hoại diệt trong từng niệm. Như con đã đánh mất chân tánh của mình và làm những việc điên đảo,
Do đánh mất chân tánh của tâm và nhận trần cảnh làm của mình nên Pháp Âm phải luân chuyển sanh tử. Kinh Đại Phật đảnh của Cánh Kiên Cố và Mật Nhân của Như Lai về chư Bồ Tát vạn hạnh để tu chứng liễu nghĩa hết biển một.